Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Bây giờ mình giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe ha. Bạn trai, giới thiệu đi bạn. Xin chào chú Quyền Linh, cô Cát Tường, bạn cùng chơi và tất cả mọi người trong trường quay. Mình tên là Dương Trùng Khương, 25 tuổi. Mình đang là làm nhân viên IT tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên quán mình là Cà Mau. Khương ở Cà Mau, làm IT ở quận mấy? Con làm ở Tân Phú. Tân Phú, 25 tuổi. Dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia và chào mọi người đang ở trường quay. Em tên là Lê Thị Thu Minh, năm nay em 27 tuổi. Em quê ở Bình Thuận. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng ở Gò Vấp và em cũng đang ở Gò Vấp luôn ạ. Minh 27 tuổi. Dạ. Vậy là Minh lớn hơn Nhất gái 2. Lớn 2, dì trai lớn 1. Sao thấy sao không trai? Dạ, ngay gu con. Hả? Ngay gu của con á. Ngay gu hả? Dạ. Ủa sao gu con là sao? Trong cái form đăng ký là con có điền là con thích lớn hơn con 1 hoặc 2 tuổi. Vậy đúng gu đúng không? Dạ. Vậy tốt. Trời ơi, chú lo nó không đúng gu á. Rồi, được thì rồi đó. Tôi, chú chọn đúng gu hết trơn á. Ưu điểm ngoài điểm của Minh là gì? Em có một ưu điểm là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em yêu thích động vật. Và đặc biệt em rất là thích chó. Con nào lùng lùng mập mập cũng thích lắm. Thích mập lùng lùng hả? Dạ, anh nên trai em cũng thích giống vậy anh. Trời ơi. Ý em nói thích bạn trai giống chó hả? Không, nói chung là mập mập tròn tròn tí em. Tự nhiên so sánh thích chó mập mập lùng lùng, người thích người cũng mập mập lùng lùng giống giống vậy, anh tưởng đâu giống đó. Bên đây kia, chiều cao cân nặng nhiêu thử coi có giống không? Dạ, con cao 1m77, nặng 79kg. 77? Dạ. Nặng 79. Dữ vậy ta? Trời ơi, vậy là cũng mập mập lùng lùng. Mập mập tròn tròn rồi. Em gái bên kia mà nặng bao nhiêu ký? Dạ em cũng chuẩn lắm anh, em 1m50, nặng 50kg. Trời ơi. 50 vậy là thua đây, xa rồi. Dạ không sao. Càng cao càng tốt. Rồi, còn bên kia thì ưu điểm nhược điểm của em là gì? Ưu điểm con là dễ gần, hòa đồng, vui tính. Nhưng mà khuyết điểm con là cũng hơi nóng tính. Vui tính mà nóng tính nữa. Dạ. Tướng con mà nóng lên quýnh ai quýnh lại trời. Có hút thuốc lá. Hút thuốc lá. Yeah. Nhưng mà con dự định là nếu có bạn gái thì sẽ bỏ. Bỏ. Yeah. Một bỏ ngày hút mấy gói không đâu. Ngày hút 7 điếu à. 7 8 điếu đó chịu nổi không? Cũng tạm. Mà điếu nó dài bằng cái ống tre vậy đó. Hút thuốc lào luôn chứ thuốc. Thôi nha, đừng hút thuốc ảnh hưởng sức khỏe ha. Yeah. Bạn gái chia sẻ chút xíu về tình trường của bạn đi. Dạ em thì em cũng trải qua 2 mối tình rồi. Thì mối tình đầu tiên của em là đúng người nhưng mà không đúng thời điểm. Còn mối tình thứ hai thì là sai người nhưng đúng thời điểm. Ủa lần sau? Có nghĩa là lúc đó em mới ra trường á, thì vẫn chưa có tính về chuyện tương lai lắm. Nên hai đứa không có đến được với nhau. Mối tình thứ hai thì trong khoảng thời gian quen biết thì em thấy bạn ấy lăng nhăng. Sai người. Dạ, sai người nhưng thời điểm em cũng đã chuẩn bị đủ để có thể lập. Đợt này là trúng người trúng thời điểm là hốt luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lâu thì cưới được? Dạ nếu mà cảm thấy hai bên hợp với nhau thì cuối năm cũng được. Cuối năm nay được luôn? Dạ. Cuối năm còn có mấy tháng nữa? Dạ 4 tháng là đủ tìm hiểu, 3 tháng còn tháng chuẩn bị. Rồi đó coi, nhanh lẹ dữ vậy. Bên rất kia rất bản lĩnh. Chịu không? Theo kịp bên dạ. Đây không cưng? Dạ chịu. Đúng gu không? Dạ đúng gu luôn. Đúng gu luôn. 3 tháng tìm hiểu, tháng chuẩn bị kịp không? 1-2 tháng cũng được. Rồi đó coi. Thích là cưới. Rồi chàng trai trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ là trải qua 2 mối tình chính thức thôi. Một mối tình là quen một người là hơn 2 năm. Sao bỏ? Là tại vì bạn nó đi làm thêm buổi tối như là có người khác. Có người khác chứ ta làm thêm buổi tối ta tốt chứ có gì đâu. Không có đúng. Người khác ta bỏ mình. Dạ. Còn mối tình thứ hai là cái bạn nó quê ở ngoài Quảng Bình á. Sao con quen xa từ Cà Mau tới Quảng Bình vậy? Tại bạn nó cũng học tập ở trong này á. Rồi sao chia tay? Là bạn ấy nói là về quê để đi Đức. Có người thân ở bển bảo lãnh, bển làm gì đó. Rồi có người khác luôn. Dạ. Sao thê thảm quá vậy? Vậy ta quen ai cái người đó có người khác vậy? Rồi. Cái này dứt khoát là phải bám lấy nha, không để có người khác nha. Cho nên chuyện này được là cứ gấp luôn, cứ lẹ luôn. Để em thôi người ta hớt tay trên của mình nữa đó. Dạ đó. Rồi bây giờ em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào? Tiêu chuẩn của em là bạn trai có thể cao 1m7 nhưng mà nãy nghe bạn nói 1m77 là đủ rồi. Ngon, 77. Ngon. Bạn trai phải trung thủy, không có lăng nhăng. Rồi. Cũng đừng có tính toán kỳ bo quá. Không, tính anh cũng không khoáng lắm. Không. Mẫu người lý tưởng mập tướng tá cao thấp mập ốm. Dạ thì 1m7 mà nặng 70kg là thấy tròn tròn là được, còn bạn mà 79 là nó vượt 2kg rồi.
Giảm hơn 2kg là đẹp. Đâu có, nãy mới nói 77 thích... với 79 á, là nó dao động trong cái khoảng đó không đó. Ừ, nó thích mập. Nhưng mà số đẹp kìa. Trời ơi, còn số đẹp nữa hả? Bây giờ còn gì nữa không? Dễ nhìn một chút. Tướng tá sao, có tập gym tập gì không? Thích không? Dạ không cần ạ. Không cần đúng không? Dạ. Thích bạn trai mấy muối? Một muối à, một muối à. Một muối à. Ngay luôn. Này ngay một muối luôn, đúng không? Một muối luôn. Điều gì không thích nhất ở người bạn trai? Thì em không thích nhất là tính lăng nhăng đó chị. Có lăng nhăng không con? Dạ không. Tướng dạ. Lúc ngủ thì lăng, lúc nói thì nhăn. Bạn trai giờ cao to đẹp trai rồi, xung quanh phụ nữ nhiều có ghen không? Dạ không. Nó là chủ yếu là do bạn thôi. Bạn muốn thì mình đâu có cản được đâu. Nên em thích tự nguyện thôi. Chính xác. Ta là muốn rồi không có cản được. Thành ra quan trọng là lòng tin thôi. Con trai muốn tìm bạn gái thì sao? Về ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn là được. Dễ nhìn. Dạ còn cao thấp 50 á, mét 50 đó. Mét 50 được. Được không? Nặng 50 50kg luôn á. Dạ số, không sao. Số đẹp đâu. Vậy là con thấy là cũng dễ nhìn rồi. Dễ nhìn ha. Dạ. Để chú qua chú coi coi bạn gái tương lai thế nào. Dạ chào anh. Dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Lấy chồng ở Cà Mau xa lắm. Xa, bữa nay có xe đưa rước luôn. Bình thường lắm. Vậy làm dâu Cà Mau được không? Ở đó có thể lập nghiệp được thì em cũng có thể về được. Ủa nghề em là gì? À em đang là trợ lý kinh doanh. Kinh doanh tức là biết kinh doanh đúng không? Dạ. Em có mơ ước sau này mình kinh doanh gì không? Dạ có, mơ ước em nhiều lắm. Em thì đang làm trong cái ngành là cho thuê thiết bị xây dựng. Thì em cũng đang muốn làm thương mại ngành đấy. À tốt. Anh thấy cô gái bên đây rất là dễ thương đó. Dạ. Bạn trai thích cái người, không thích người con gái có những cái điểm gì? Dạ con không thích mẫu bạn gái mà lăng nhăng hoặc là tính toán hoặc là hổng hào này kia. Con gái đâu mà tính gái toán mà lăng nhăng hổng hào mệt lắm. Phụ nữ ít có lăng nhăng, ít có hỗn hào lắm. Dạ. Lăng nhăng chỉ thuộc về đàn ông hơi nhiều. Còn gì nữa không? Dạ không, con dễ lắm, tiêu chuẩn dễ con lắm dễ hả? Lắm. Đơn dạ. Giản quá vậy con. Hồi nãy bạn gái đã kể tật xấu của mình cho bạn trai nghe chưa? Dạ chưa. Mình có những tật xấu gì? Dạ em thì cũng ít tật xấu lắm, chỉ có hay quên là chính thôi. Hay quên? Dạ, những chuyện nào không quan trọng em hay quên lắm. À. Dạ, còn cái nào mà quan trọng thì em nốt hết rồi. Vậy cũng đâu có sao. Tao thì coi bên đây coi. Chà. Cũng bự dữ hen. Mới 25 tuổi hả con? Dạ. Sao lấy vợ được con? Sớm quá. 25 tuổi con nghĩ là cũng kết hôn cũng là được rồi. Mà chuẩn bị gì chưa mà đòi kết hôn? Thì chuẩn bị, con chuẩn bị được cái nghề nghiệp với kiến thức rồi chứ. Vật chất nhiều quá thì cũng nhưng nhờ mà giờ ba mẹ một phần. Đụng cái lấy vợ về liền rồi sinh sống ở đâu? Con là phụ thuộc cho bạn nữ nữa. Hoặc là về quê bạn nữ sống. Hả? Còn ở rể cũng được nữa. Hoặc là bạn nữ về nhà cha mẹ sống. Tại vì nhà con có hai anh em à. Muốn lập nghiệp ở Sài Gòn này cũng được luôn. Ừ, có nghĩa là dễ lắm phải không? Tùy dạ, bạn gái lắm. Quyết định. Dạ. Tại vì con cũng có một người em gái nữa. Con suy nghĩ là nếu mà con nuôi cha mẹ vợ tốt thì anh em rể con sẽ nuôi cha mẹ con tốt. Hay vậy hả? Dạ. Nghĩ vậy luôn á hả? Dạ. Cưới luôn. Cưới luôn. Con nói thiệt không vậy? Dạ. Con nói thiệt không vậy? Con nói thiệt mà. Chắc cú phải không? Đẹp trai lắm nha. Trai lắm á. Hốt này trai đi với ai? Hốt liền nha. Dạ, dạ con đi với dì con. Dì thấy cháu vô tương lai bệnh sao? Nói chung về ngoại hình thì rất là ok. Còn về tìm hiểu thì cũng phải cần có thời gian à. Theo dì thì cháu dì lấy cô gái bên kia về thì có đủ sức lo cho cô gái, và khi mà sinh con đại cái có đủ kinh tế để lo cho cô vợ con không? Theo em nghĩ thì cháu em nó có thể có đủ khả năng đó. Ừ. Nãy giờ giống như qua tìm hiểu thì hai cháu cũng cứ nghe theo trái tim của mình đang mách bảo. Rồi cảm ơn dì. Em gái đi với ai vậy? Dạ em bữa nay em đi với gia đình, với bạn và chị đồng nghiệp ạ. Ba em. Ba em hả? À có ba. Dạ con chào chú. Xin chào chương trình. Chào MC Quyền Linh. Chào MC Cát Tường. Dạ. Và chào tất cả khán giả trường quay. Chào cháu trai. Con của chú thì tính của nó thì nãy cũng đã nói rồi, tính tình cũng vui vẻ hoạt bát, nhưng mà điều có cái cũng hơi nóng nóng một chút. Chương trình đã giúp cho hai cháu gặp nhau, thì nếu hai cháu thấy được hợp tình hợp ý thì hai cháu cũng tìm hiểu thêm chút nữa để bước thêm một bước tiếp dạ. Theo rồi bây giờ mình mở rào, mình xem mặt rồi mình nói chuyện coi hiểu không. Mở rào. Cảm ơn. Em cũng có quà cho anh. Em có một cuốn sách này là mang tên là Đón Nhận Thay Đổi. Mình tiếp thu những cái gì mà thay đổi thì mình sẽ phát triển mình hơn. Anh thay đổi. Cảm ơn em.
Rồi hai bạn cảm nhận về nhau nói chuyện đi. Anh cảm thấy em như thế nào ạ? Thì nóng tính nhưng chắc mình cũng hiền đúng không? Dạ em hiền nhất công ty á. Dạ. Vậy là cô biết công ty thì sao? Anh có thích nuôi chó không? Có, nhà lúc nào cũng yêu quê lúc nào chó. Dạ, nên có được, nếu mà được nuôi thì em cũng rất là thích nuôi một con chó. Được chứ. Có chịu không hay gì? Chịu, anh thích chó với mà mèo là anh thích lắm. Dạ. Bữa tối em có thường hay đi chơi không? Dạ thì hiện tại em cũng đang một mình á, nên em cũng ít đi lắm, em ở nhà không à. Nên em cũng lên đây để tìm người dẫn em đi. Dạ anh dẫn em đi không? Dạ đi. Nãy cổ đòi kết hôn sớm đó, bàn với ảnh đi, anh chịu không? Mạnh dạn lên em trai. Tại sao mà em lại muốn kết hôn sớm? Một mình buồn anh, thì em muốn có một người bên cạnh. Buồn vui mình chia sẻ với nhau. Về tương lai xa hơn nữa thì mình sẽ có những đứa con rồi, rồi nói chung một gia đình vui. Khi nào thì anh kết hôn được? Anh thì tính là cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Một kế hoạch cũng giống em. Em có thường hay chửi người khác không? Không à. Dùng từ chửi em... nghe ghê. Làm gì tới chửi như vậy? Em chỉ hơi lớn tiếng thôi. Đúng rồi. Dạ. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào trong lần đầu tiên gặp mặt? Em thấy bạn cũng phù hợp với tiêu chuẩn của em. Còn tính cách thì còn phải tiếp xúc thì em mới biết được. Bạn trai cảm thấy như thế nào? Dạ em thấy bạn nữ khá ok. Nói chuyện với bạn đi, anh cảm nhận em như thế nào? Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy anh thấy như thế nào? Em cảm thấy em rất là hiền đó, có nét hiền. Dạ em hiền lắm. Không gu không? Mắt đẹp. Thôi giờ cảm ơn anh. Tại vì thôi giờ người ta chỉ khen em có nụ cười đẹp chứ chưa ai khen mắt đẹp. Có thích không? Dạ cũng thích. Thích. Dạ. Bây giờ em tiến lên em. Em có thích được không? Em có thích được không? Hả? Dạ. Bây giờ em có thích được không? Bây giờ em tiến lên em tới em nắm tay cô gái ấy, em tỏ tình với cổ hoặc là em hát tặng cổ một bài. Chứ hỏi người ta em thích anh không? Gái mới gặp lần đầu em thích anh không? Sao người ta trả lời? Con đang bị đau họng, con đọc một bài thơ được không? Thì cũng làm gì làm, thì đứng lên nắm tay cổ đi là... Mạnh dạn lên. Bài thơ này là trên lúc nãy con đi xe qua con viết. Mới làm hả? Xúc dạ. Cảnh thành thơ. Thơ tự làm luôn hả? Dạ. Rồi đọc đi. Có duyên mới gặp một lần, không duyên chẳng gặp lần nào người ơi. Thiền anh hạnh phúc xa khơi, em kêu một tiếng anh bơi vô liền. Mong trời kết chỉ xe duyên, chầu cao anh tới năm sau đón nàng. Năm sau luôn hả? Hài. Có lúc lúc mà con làm thơ đó, con có tưởng tượng ra cô này không? Tưởng tượng ra thế nào? Con cũng có tưởng phần, tại con thích cái mẫu bạn gái hơi thấp một tí. Là tưởng lúc mà làm thơ này là tưởng tượng mẫu đó vậy đó hả? Dạ không nghe bài thơ nhưng mà đúng với của con, cái gu của con. Đúng gu con thì đúng. Dạ. Thì mới đem trầu cao tới chứ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ á là con nói một lời gì mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ gì cô ấy, mình muốn cái gì, một câu nữa thôi, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Anh với em gặp cũng là một cái duyên, thì còn cái nợ hay không thì chưa biết, nhưng mà trước mắt thì hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Em đang nghĩ gì về cô gái ấy? Em nghĩ chắc là trong cô gái ấy có nhiều cảm xúc đó. Sao em biết sao ta nhiều cảm xúc? Con phải biết gì không, con... nhưng mà con thích những người mà sống nhận nội tâm cái cảm xúc nhiều á, con thích những người vậy. Chung là thích. Thích. Thôi thích được rồi. Cảm xúc là thích. Đặt tay vào nút bấm nè hai bạn. Coi vậy chứ to to con vậy chứ cũng hiền. Chân thành. Cái này được đó. Em có thích anh không? Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là hẹn hò để tiến đến hôn nhân. Phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng em. Đây. Nắm tay bạn gái đi nào. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Nói một tiếng gì với lại bác đi. Dạ, xin phép bác cho con và em được hẹn hò. Em tên gì? My. Dạ, cho con và My được Minh. Xin Minh, Thu Minh. Dạ. Cho con và Minh được xin phép hẹn hò với nhau. Dạ, cảm ơn. Xin nữa. Cho con xin phép được hung em Minh. Thà hung trước mặt còn hơn đó. Hung lén lút. Bác đồng ý rồi đó. Yeah.
Dạ chào anh ạ. Dạ anh ơi, đây là alo một... chào. Dạ đây là một buổi casting của bạn muốn hẹn hò để coi là cách anh nói chuyện như thế nào á anh. Cho nên là bây giờ anh cứ có thể giúp em về họ tên, tên tuổi, quê quán của mình với. À, giới thiệu trước đúng không? Dạ giới thiệu trước ạ. Rồi rồi, anh là Lương Quý Lộc. Anh cứ tự chia sẻ giúp em nha. Tại vì chủ yếu là lên á, MC họ chỉ hỏi câu hỏi thôi, còn chủ yếu là mình sẽ là người tự kể chuyện nha. Rồi. Ok thì anh là Lương Quý Lộc, sinh năm 93. Hiện anh làm bác sĩ ngoại ở phòng tư nhân. Ở phòng khám tư nhân. Dạ. Em nói gì? Bác sĩ gì về cái gì ạ? Ồ, bác sĩ chuyên khoa ngoại. Dạ. Anh ở đâu vậy? Anh ở quận Gò Vấp, đường Quang Trung Gò Vấp. Nhưng mà hiện anh đang sinh sống ở chỗ Bình Chánh để làm việc cho nó gần chỗ làm á. Dạ rồi. Mình là người quê gốc ở Sài Gòn luôn đúng không hả anh? Đúng rồi, anh hộ khẩu Sài Gòn. Dạ rồi, ok. Anh có thể giới thiệu giúp mình có mình là bác sĩ, vậy thì mình có cái tài lẻ nào không anh? À tài lẻ hả? Thì anh chủ yếu là anh chủ yếu là tập trung công việc, được tập trung cao độ được. Chứ còn tài về văn vẽ rồi nhạc hát anh cũng không có. Anh hát cũng dở mà chủ yếu là tập hát ok với bạn hả? Hát thì cũng hát nhưng mà hát không hay. Chỉ có là hát vui thôi. Còn công việc thì anh tập trung công việc được. Rồi anh vui vẻ hòa đồng với mọi người. Rồi anh nói chung là anh tính tình hiền, dễ gần. Đó là cái điểm mạnh của anh đúng không? Điểm mạnh á? Đúng rồi, điểm mạnh. Rồi mình điểm yếu của anh là gì? Điểm yếu thì có thể do mình hiền quá nên dễ bị nói chung người ta bắt nạt. Nói chung là người ta kiểu như là hồi nhỏ thì bị bắt nạt, lớn lên thì chỉ bị chèn ép thôi. Rồi ngoài ra mình hơi vội vàng trong công việc. Nhiều khi mà tập trung quá mình có thể hơi vội, hơi nói chung là hơi hấp tấp cho công việc. Rồi ví dụ như á, mình gặp bạn nữ đi thì anh nghĩ là mình sẽ có một cái điểm gì đó để thu hút bạn nữ. Điểm à, có thể là anh vui này, thân thiện rồi dễ gần và chân thành. Chân thành và cả và cái thứ hai là đó là không quá nói chung là không quá nói chung là ăn diện đó, ăn bình dân bình thường. Rồi thấy anh có vẻ hiền ha, hòa đồng nữa, nhưng là chắc là mình trải qua nhiều mối tình rồi đúng không anh? Mới có một cách đây 3 năm rồi, một mối tình. Bao nhiêu năm anh? Cách đây 3 năm. Mà mối tình đó mình quen được bao lâu? Cũng khoảng 1 năm thôi. 1 năm rồi. Không, nói chung không hợp về tuổi tác á và hoàn cảnh cuộc sống nên chia tay. Không hợp về tuổi tác, hoàn cảnh cuộc sống. Hoàn cảnh cuộc sống của anh là anh có thể kể chi tiết giúp em về cái mà anh gặp cô ấy như thế nào, rồi sao mình lại không hợp về cái hoàn cảnh cuộc sống, là sao em không hiểu rõ cho lắm. Tuổi tác thì hơn anh cũng nhiều. Cái thứ hai là tuổi sống của cổ thì có nhiều mối lo á, mà anh còn chưa có gia đình bao giờ, cổ thì đã có rồi nên nó cũng không có hợp. Tại vì hồi đó là mình cũng không, ba mẹ không biết đó, nên chắc chắn là ba mẹ không đồng ý. Nên sau một thời gian thì mình thấy quá nhiều, nói chung quá nhiều cái mà không có vượt qua được á, nên tự ngừng lại. À là cổ hơn anh bao nhiêu tuổi? Cũng hơn gần 2 bàn tay. 10 tuổi? Hơn 2 bàn tay. Đúng không? Hơn nữa. 20 tuổi? Không phải dưới. Hơn 20 tuổi thì cổ đã có bao nhiêu đứa con? Trẻ.
thì có một người với cả có hai người. Có hai người thì còn ăn thì chưa có bao giờ á. Ăn thì còn mới mà. Anh mới ra trường anh cũng còn bồng bột á. Hồng cổ thì đã có hai đứa rồi nên ba mẹ cũng chưa biết mà, ba mẹ chưa biết. Tìm hiểu mới đầu cũng cảm nhận được tình cảm mãnh liệt. Nhưng mà sau đó nhiều cái á nên chắc chắn không được nên tự dừng lại. Ừ, anh có thể nói giúp em về cái mà lý do mà sâu nhất là anh với cô ấy chia tay là do về cái gì, tính cách á hay là như thế nào, tiền bạc hay là sao ạ? Để em biết em gặp bạn gái khác em né. Hoàn cảnh không? À ok. Thứ nhất đó là anh muốn là bằng hoặc nhỏ hơn 1-2 tuổi. Nếu hơn thì cũng được nhưng mà hơn 1-2 tuổi thôi, đừng có hơn nhiều. Thứ hai đó là công việc á thì là cũng là quê quán là cũng Sài Gòn, người Sài Gòn luôn chứ không ăn không muốn người tỉnh. Ba mẹ anh không thích người tỉnh. Rồi ba mẹ không đó là ba mẹ không thích người tỉnh tại vì thích ở trong Sài Gòn á, tại ba mẹ anh người Sài Gòn mà. Quê là Hà Nội nhưng mà sinh sống mà là ở đây lâu rồi, ở đây là từ năm hai mấy tuổi rồi. Vì thế ba mẹ anh không muốn là nói chung là có con dâu mà ở ngoài tỉnh á, ở trong Sài Gòn thôi. Ủa nhưng mà bây giờ là cưới vợ cho anh hay là cưới vợ cho ba mẹ anh? Tất nhiên cho anh rồi. Nhưng mà ý nói là hồi trước cũng quen một vài cô. Không, dù ai đâu cũng được mà. Sao lại phải hỏi chứ mẹ nhỉ? Không phải, tại vì không muốn xa quá. Ví dụ là Sài Gòn mà đi Trung Bắc nè. Đó, quá xa. Ở miền Tây được không? Tốt nhất nếu mà có đi. Được, thì được. Gần đây thì được. Miền Alo? Tây họ được đúng không? Miền Tây là Bà Rịa, Vũng Tàu họ được đúng không? Ừ. Rồi, vậy thì cái tục tác anh mong muốn bạn gái của anh á cho em một cái con số nhất định đi. Từ khoảng nhất định đi. Tuổi tác thì... từ khoảng 91 hoặc là 93 hoặc 95 hoặc 2000. 91. Đấy là khoảng từ 20 mấy đến 36 không? Ừ, khoảng ít nhất là 32 đến năm 22 22 mấy 32. 32 tới. Tới khoảng 20 hoặc 22 mấy được cũng được. 23 cũng được. Nếu mà đẹp nhất thì là 291 hoặc là 2000. Là 23 tới 32 tuổi đúng không? Ý anh là okay. Vậy đúng không? Rồi, nghề nghiệp thì anh có quan trọng quá như thế nào không? Tốt nhất là có học đại học, dân trí thức chút, có thể làm văn phòng hoặc là làm chuyên gia cũng được. Hoặc là nếu mà được thì cũng làm y tế. Được, văn phòng chuyên gia hoặc là y tế. Nói chung là có trình độ được rồi, có trình độ đại học được rồi. Rồi, vậy thì bây giờ em hỏi ha, ví dụ như là cỡ tuổi đó thì anh có thể chấp nhận cô ấy đã kết hôn được không? Không được. Tại vì cái tuổi này giờ cũng khó lắm nha. Không, tại vì không cứ có thể từ 23 đến 30-35 được mà. Nói chung là cũng đâu nhất thiết là cũng có nhiều người mà chưa có gia đình mà. Đâu phải cái tuổi này là có gia đình rồi đâu em. Đúng không? Không muốn là người có gia đình đúng không? Tại vì có gia đình. Ý mà họ đã kết hôn rồi nhưng mà họ không có con được không? Thì được. Được. Rồi anh còn ngoại hình như sao ạ? Ngoại hình thì ưa nhìn. Cao khoảng 1m55 đến 1m65-70. Ưa nhìn dễ thương. Rồi tính tình thì trung thủy. Biết kính viên nhiều dưới. Anh cao bao nhiêu? Cao mộ hơn. Anh cao à? Anh cao 1m69, nặng 70. Ok, rồi. Anh cho em biết ha về cái thu nhập hiện tại của mình bây giờ là bao nhiêu ạ? Khoảng 10 đến 12. 10 đến 12 triệu rồi, ok. Vậy thì bây giờ ví dụ như bạn gái là làm lương 8 triệu là được đúng không? 8 triệu nếu mà chương này chịu khó thì cũng được.
Ok, đây là một bộ, chỉ là một bộ casting thôi, cho nên là có gì sẽ có một bài biên tập làm sâu nội dung của anh hơn ha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ok, à có em có muốn lấy hình ảnh của anh không? Mà thôi khỏi cũng được. Dạ, để đợt sau, tại vì có một bài biên tập làm thì mới lấy. Chị đại diện cho các chị biên tập ở đây sẽ tham gia cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay cùng với em. Thì em giới thiệu đôi nét về bản thân mình đi, họ tên, tuổi, rồi công việc quê quán của mình nha. Dạ, em tên là Nguyễn Minh Hải, 27 tuổi, quê em ở Đồng Tháp. Dạ, em đang làm công ty may ở Bình Dương. Em làm công ty may là em làm bên khâu nào? Em làm bên thành phẩm chị. Thành phẩm là kiểm tra hàng cuối cùng hả? Em mở con đoạn gấp thành phẩm. Gấp thành mày. Phẩm đúng không? Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của Hải là gì em ha? Điểm mạnh của em là em thấy em luôn tập trung cho công việc cái gì, tức là bất cứ công việc nào làm đó, là em đều có quyết tâm là sẽ làm cho nó trở thành công thôi, thì nó phải cũng như là không quyết tâm nó không có lười nhát hết. Rồi còn điểm mạnh gì nữa không? Dạ. Con nấu ăn được không? Có biết dọn dẹp nhà của ông rồi là trong cuộc sống như thế nào? Em làm nội trợ được, em biết nấu ăn được, nội dịch kéo được. Mà nấu ăn gia đình. Nấu ăn được đúng không? Tính em hòa đồng vui khỏe. Có năng khiếu tay lẻ với nhau hát hò thì được không? Dạ, hát được. Em hát được một đoạn đây này. Hát giọng hả chị? Ừ. Anh vẫn nhớ đến lúc hôm theo môi cười. Anh lúc vô vãn hờn đen. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em. Dù cách xa trong tim hoài mong, tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi. Để tình mình trong anh thức giấc nhớ em, biết anh bao công chuyện mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu. Dạ, rồi chị. Ok rồi, bây giờ câu chuyện tình trường của em thì như thế nào Hải ha? Em có mấy mối tình rồi? Rồi em kể qua một mối tình thôi chị, chia tay cách đây hơn năm rồi. Tại không hợp nhau về nói chung là hoàn cảnh chứ được. Không hợp là không hợp sao em? Vậy em quen được bao lâu? Được 6 tháng hả chị? Nhà bạn gái giàu quá hả? Dạ. Nhà em tự động em rút lui hay là người ta che? Người ta rút lui á. Rồi giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Dạ em muốn tìm mẫu người, nói chung là em muốn tình trải qua gặp gia đình gái giàu á chị. Em ngại gặp người gái có điều kiện lắm. Em muốn tìm người gái cũng như là công việc hay cuộc sống là ngang với em không, hoặc là học của em thiếu cũng được, làm công việc cũng giống như em thôi chị, chứ làm ví dụ làm công việc mà văn phòng hoặc là nhà giàu quá em cũng ngại vậy, em tại em từng trải qua rồi đó, nên em muốn tìm một gái công việc với cuộc sống tương đương với em là được, còn về nhan sắc thì có được không có không sao chị. Bên ngoài á, không sao, không quan trọng. Rồi, tuổi okay. Thì bằng em cũng được. Dạ. Tuổi thì như thế nào? Bằng em hoặc là lớn hơn tầm 1-2 tuổi cũng được, hoặc là nhỏ hơn cũng được chị. Quê quán em có quan trọng không? Dạ, nếu mà cùng quê với em hoặc là ở gần bên em gần thì tốt chị. Tại vì nếu mà xa quá thì tại mình không có điều kiện thì cũng là bị khó khăn xíu chị.
Ok. Rồi ok, Dạ. cảm ơn Hải nha. Có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em ha. Dạ, ok, cảm ơn chị, em cảm ơn chị. Cảm ơn em nhiều. Bye bye em.